Kính thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chuẩn bị cho những thay đổi mới. Người cũ ra đi, người mới thay thế vào. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á, ông Haruhiko Kuroda, gần như chắc chắn sẽ thay thế ông Masaki Shirakawa trong chức vụ thống đốc ngân hàng của Nhật Bản trong tháng này. Các nhà quan sát thị trường cho rằng sẽ không có ai luyến tiếc ông Shirakawa. Dưới sự điều hành của ông, thị trường chứng khoán đã suy sụp và Nhật Bản đã không thể thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài. Một trong những điểm yếu của việc thực hiện chính sách tiền tệ của ông Shirakawa là thông tin liên lạc của ông với thị trường, thù xa các thống đốc ngân hàng trung ương khác, ví dụ như ông Bernanke. Ông Kuroda được dự kiến thay đổi hoàn toàn chính sách bảo thủ của ngân hàng trung ương Nhật Bản. Những người có nhiều khả năng trở thành các phó thống đốc là ông Kikuo Iwata và ông Hiroshi Nakaso thì không được biết đến nhiều ở bên ngoài Nhật Bản như ông Kuroda, và quan điểm của họ cũng khá khác nhau. Ông Iwata, một học giả, từ lâu đã chỉ trích rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản là quá tự mãn. Còn ông Nakaso thì là một người có sự nghiệp lâu dài trong ngành ngân hàng. Đây có thể là sự đa dạng mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang cần. Theo các nhà phân tích, thì ông Kuroda và hai phó thống đốc sẽ có hành động táo bạo hơn so với chính sách của ông Shirakawa. Những nhà điều hành mới được dự đoán sẽ mở rộng chương trình mua tài sản với một tốc độ nhanh hơn so với trước đây. Tất nhiên, các quan chức của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có xu hướng bảo thủ, nhưng ông Nakaso có một khả năng rất lớn để phối hợp các ý kiến khác nhau giữa thành viên hội đồng quản trị, bao gồm thống đốc và phó thống đốc khác. Nhiều nhà phân tích tin tưởng, ban điều hành mới của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ có thể đạt được mục tiêu lạm phát 2% trong vòng 3 năm. Tuy là lâu hơn những gì ông Kuroda đã hứa hẹn, nhưng vẫn sẽ là một thành tích lớn so với người mà ông kế nhiệm.